các anh em đã cùng ghé qua và luôn luôn ủng hộ cho những cái đấu mà em bình luận, như là đấu mà mình hay đánh. Và đây rồi, quả đầu có quả phụ luôn, và đây có cả bì hiệu, đây sẽ bắn tàu đến từ ngư luôn. Tôi nghĩ như vậy có thể đánh tàu được bài này. Và cảm ơn anh Nguyễn Hạnh đã tặng 75 sao của anh nhiều. Và cùng chờ xem ngày mai thì ngư sẽ cho vợ sẽ đánh ra sao. Cái này mình ơi, mình hơi tối tối à. Chỉnh lại luôn, thì như vậy có hiệu có quả phụ luôn. Hai quả phụ và quả đầu gần nhau, giống như nhau. Không biết là có lẽ mặt trái bên này sẽ là quả chính, bên trên sẽ là quả phụ. Nếu mình nhận như vậy, và đây là quả đầu hình như là 6 cây à? Có lẽ quả phụ cũng sẽ là 6 cây không? Quả đầu là 6 rồi, đây là quả đầu. Trên này quả phụ cũng là 6 cây, nhưng không biết đâu quả chính quả phụ quả vì khá là gần nhau. Đây là chiếc vét đầu tiên. Ôi mạng ơi là mạng, đùa chứ. Hôm nay thì live stream không hiểu của live stream kiểu gì, máy của Ngư cứ bị thỉnh thoảng là bị quay quay của anh em thông cảm một chút xíu nhá. Và vét đầu tiên dành cho game thủ Tiểu Thế Ngư trong trận đấu đầu tiên này. Hy vọng vâng nó sẽ là mạng nó sẽ ổn hơn một chút xíu để chúng ta xem một trận đấu hay. 3, 5, 6 vâng, 7 yêu đầu 6 con dành cho game thủ Tiểu Thế Ngư. Cái nhà thì toàn có kiểu không thơ dường dường chịu thật lụ sự luôn. Bài là rất đẹp cho điểm đầu, gần như đủ đồ luôn rồi. Và anh ấy ít dần đủ đồ luôn, đánh ít dần chắc chắn đủ đồ luôn và lực còn ổn. Mong cho xem một trận đấu hay dành cho cái thủ tuyển Ngư, anh sẽ đánh tầm bao nhiêu dân và kết liễu sớm cho trận này không, và liệu sẽ bài 23 dân không, 23 dân cộng 1 không. Thường thì những cái bài mà nhìn thấy đồ ăn sớm như thế này thì vâng sẽ đánh 23 dân cộng 1. Và liệu có bóng một vâng có một trận đấu mà game thủ Tiểu Ngư sẽ đánh như vậy không, thiếu một chút gỗ để có thể đóng chiếc BG này. Vâng, một gỗ nữa thôi. Đấy rồi. Ok. Ok, Besame dân hơi dừng một chút xíu để vâng chờ gỗ để đóng BG. Nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Ngư vẫn đang cơ cấu lực tốt. Mất đúng một mất hai chiếc BG đóng không ảnh hưởng quá nhiều. Tôi nghĩ bài này Ngư sẽ đánh tầm 23 sân. Bài này không đánh 23 sân em ơi. Không đánh 23 sân nó thì đánh bao nhiêu sân anh ơi? Đúng bao sân phải có voi à? Là 24 sân à? Vâng, thế là 24 sân. Vâng, như vậy 24 sân tôi cảm giác Ngư đang căn kè là đánh 24 sân. Tầm 24 dân của ông và khả năng sang 25 dân rồi. Khả năng cao lại phải sang 25 dân mới ép đời mắc được. Chứ 24 dân cũng không có đời mắc được. Rất tiếc, đúng rồi, có voi thật. Đúng rồi. Đúng rồi, chuẩn. Cái đời 725 với 25 dân hơi tiếc một chút xíu. Thôi không sao cả. Và là ép đời này hơi yếu yếu nhỉ anh em nhỉ. Bãi quả phụ một bầy yêu lắm con, cảm giác cái kiểu yếu yếu gì đấy, cũng cảm nhận là yếu yếu như vậy. Còn đây BB mặt tới BM mà đi sơ Nga đến từ Ngư luôn, nhà là bạn góc 12 giờ. Cái mát máy luôn từ giờ này. Và như vậy ngày hôm nay 1 tháng 5 chúng ta lại có những vợ kèo đấu của bên phía về Trung Quốc. Và đây máy của bên phía Trung Quốc. Đi sơ Nga gặp ngay sư tử, và lại gặp thêm con nữa. Ghê thật. Mày quá mà nó đuổi nhiều. Vâng, đây thêm ép nữa đến từ Ngư. Gỗ đa khá nhiều. Anh đóng thêm ép nữa đẹp nhiều luôn đây. Chính tỏ anh Tùng Kiều đánh cùng giờ chắc là cũng khỏe đúng không? Thấy nhìn thấy mình đấy. Nhãn quan cùng vòng quan sát khá tốt. Thì biết là một voi vì không thể đánh 2-3 dân được. Em mình luận nhiều em cũng để ý cái đấy. Đúng như vậy. Học thêm bài học. Vâng, kinh đời 950 bài 26 dân. Như vậy so bài ép đời móc bêu chỉ chậm mất có 3 giây thôi. Bài ép đời móc bêu bài 25 dân cộng 1 thị trường sẽ là 947. Ngư thì ép sang 950. Mất đúng 3 giây rồi. Đấy là quá ổn rồi. Giờ thì bắt đầu xóa chỗ. Có quả phụ nữa. Đùa. Đây phải quả phụ đâu anh em ơi. Nếu không biết phải có cây quả phụ nữa thì phải. Rồi chứ lấy mà quả phụ nữa thì đúng là chắc là có 7. Chắc là có 7 thôi. Ngư lên đời sớm hơn.
Ngư lên đời sớm hơn phía bên kia. Bé thứ hai và đầy bé thứ ba. Bài đi dâng Nga luôn đến từ tiểu đội Ngư. Dâng Nga và xóa ruộng dành cho Ngư trong trận đấu này. Ba quả chịu luôn. Tiếc thật đúng không? Ăn hoang bãi quả kia không? Sợ chất bài siêu giàu đến từ tiểu đội Ngư và như đây nè. Vâng, bài Lama, dâng Lama luôn trận đấu này. 25 dân cộng 1 dâng Lama vào nhà của bạn. Giờ đi lên bẫy xe trong tình huống ngày hôm nay. Lỗi bãi quả, vâng, tiếc thật, 6A. Anh em ạ, vâng, Ngư dâng 6A vào nhà của đội bạn, vâng. Một tơn cung giờ đầu tiên, đội bạn quýt luôn không? Chúng ta làm sao, chúng ta xem đội bạn đỡ được mấy tơn. 2 tơn, tôi nghĩ tầm 3 tơn. Vâng, chúng ta cùng xem một trận đấu hay đến từ tiểu Ngư khi anh dâng 6A vào nhà, mặt nhà đội bạn luôn cho nó mát. Vâng, suy hiếm khi chúng ta xem trận đấu vào game thủ tiểu Ngư dâng 6A. Và ngày hôm nay ta sẽ được xem, chúng ta xem Ngư căn kè từ cỗ và anh sẽ ca vợ sóc được đều bao nhiêu tơn cùng giờ đều. Bao nhiêu tơn sóc 6A đều. Chào buổi tối anh ơi, kèo cho Nguyễn Thành nhá. Ngư khét đấy và rất khét luôn. Vâng, ta cùng chờ xem bên kia đỡ được kiểu gì. Vâng, có 3 quả phụ, à có 2 quả phụ. Và đương nhiên anh ăn thêm bãi quả này để có thể sóc đều 6A của mình. Tơn đầu sóc đều rồi, và tơn thứ hai cũng cho xem có đều nữa hay không. Tôi nghĩ tơn thứ hai vẫn sẽ đều. 300 thực có, chắc là vẫn sẽ đều với tơn thứ hai. Và tơn này vẫn vất đều đến từ game thủ tiểu đội Ngư. Và đây là tơn khung giờ với 6 khung giờ đầu tiên đến từ tiểu đội 1 dân. 2 dân nằm xuống trong tình huống này và 3 dân gõ 1 luôn trong tình huống ngày hôm nay. Đúng một đường và quýt đến từ phía đội bạn, tỷ số 2-0.